Hướng dẫn sử dụng máy may gia đình Rohde BF5007. Trước tiên thì chúng ta cần kết nối máy với nguồn điện 110. Máy nhập nội địa thì sử dụng điện 110. Bên hông nó có công tắc nguồn này, chúng ta mở lên này. Đây là nút may, nút dừng, bấm may, bấm dừng. Nút lại mũi là nút trên, chúng ta bấm đè luôn thì nó sẽ đi lui. Đây là nút nâng kim, hạ kim. Đây là tốc độ nhanh chậm, bên đây là chậm, bên đây là nhanh. Đây là độ căng chỉ. Nút này là nút chọn mẫu may, chọn 16 mẫu may đây. Đây là nút chỉnh thưa dày mũi chỉ. Đây là chỉnh cái biên độ vít vắt to nhỏ. Rồi, để sử dụng máy này thì trước tiên chúng ta để chỉ vào. Ống chỉ chúng ta bỏ vào cọc chỉ, chúng ta cài nó lại. Cài vừa thôi, cho ống chỉ sát ống chỉ mà nó có thể xoay được. Rồi, chúng ta sang chỉ từ ống chỉ sang con suốt. Suốt chúng ta cắm lên đồ đánh suốt. Thì để trên máy nó có vẽ một cái sơ đồ nét đứt á. Chúng ta đi theo sơ đồ nét đứt nè. Kéo vào đây, bước số 1 này. Bước số 2 là kéo xéo lên cái cạnh sắt trên này. Xéo lên mà phải sợi chỉ đè lên cái cạnh bằng kim loại nha. Rồi kẹp vô cái đồng tiền này. Kẹp ở phía sau nè, đằng sau nè. Quấn vào con suốt theo chiều kim đồng hồ. Mấy vòng cho nó bám vào con suốt, chúng ta gạt cái đồ đánh suốt này qua phía tay phải và bấm nút may. Chỉ sẽ được sang từ ống chỉ sang con suốt. Khi mà đủ rồi chúng ta bấm nút may một lần nữa nó dừng. Gạt lại cái đồ đánh suốt qua phía tay trái, lấy ra. Đây nó có dao cắt chỉ nè. Chúng ta bỏ suốt vào máy thì trước khi bỏ suốt hay xỏ chỉ thì chúng ta nhấc chân vịt lên, bước này rất là quan trọng nha. Nhấc lên trước khi làm. Rồi chúng ta mở nắp bằng cách kéo cái ngàn này ra. Lấy con suốt trong máy ra. Rồi, bỏ suốt vào thì nó có một cái hướng dẫn để bỏ suốt nè. Cái chiều con suốt là chiều ngược chiều kim đồng hồ, chiều thuận là sai, lật lại chiều ngược. Bỏ suốt vào. Rồi khi bỏ suốt vào nhiều bạn rất là sai cái chỗ này. Bỏ vào cứ việc kéo theo cái rãnh là không đúng, phải lấy tay giữ con suốt lại cho nó nằm yên. Rồi mới kéo theo cái rãnh, lúc này con suốt mới được đi vô cái kẹp chỉ ở đây. Rồi chúng ta mới kéo hết rãnh cắt. Để nắp lại, bên trái trước, bên phải. Rồi chúng ta bắt đầu xỏ chỉ trên, cũng lưu ý cái chân vịt là phải nhấc lên. Đi theo sơ đồ nét liền. Kéo vào bước đầu tiên. Số 1 không quẹo qua đây nữa mà đi thẳng xuống là số 2. Số 3 là đi lên. Số 4 là móc vào cò từ bên phải qua bên trái. Số 5 là đi xuống. Số 6 là một cái chi tiết nhỏ ở trên kim. Đây. Tới đây chúng ta hạ chân vịt xuống cho nó kẹp sợi chỉ lại. Rồi xỏ vào kim từ trước tới sau, từ trước ra sau. Thì đây nó có một cái đồ xỏ chỉ tự động. Để sử dụng thì chúng ta cần lưu ý là vị trí kim nằm ở vị trí cao nhất. Thường là máy sẽ dừng ở vị trí cao nhất rồi. Tay phải cầm sợi chỉ, tay trái cầm được cái cần xỏ chỉ đây. Cần ở bên này. Rồi tay phải đưa sợi chỉ qua cái móc xỏ chỉ này. Kéo tay trái hết cỏ xuống. Giữ nguyên tay trái, đưa tay phải đưa sợi chỉ nè. Trượt vào cái cạnh này. Đó, trên cái đồ xỏ chỉ nó có một cái cạnh trượt, trượt sát vào cái kim, kéo lên. Thả nhẹ hai tay ra là nó sẽ móc sợi chỉ qua. Làm lại nè, tay phải đưa qua, kéo xuống, trượt vào cái đồ xỏ chỉ, kéo lên, thả nhẹ hai tay ra. Rồi xong rồi chúng ta bỏ vải vào may. Nắm may nè. Lại mũi nè. Rồi máy nó sẽ dừng. Rồi chọn mẫu khác, cái điện vàng ở đây. Máy nó sẽ tự động canh chỉnh hết. Rồi xong rồi nhấc kim lên, lấy vải ra. Cắt đi. Mình không có dao. Theo máy thì nó sẽ có một cái bộ chân vịt. Thì chúng ta cần lưu ý, để lấy chân vịt ra chúng ta ấn vào cái nút đằng sau này nè. Ấn lên. Ấn lên cái nút nhựa đen. Ấn lên. Nó sẽ rớt ra. Thì chân nào cũng có một cái thanh như thế này. Chúng ta đưa vào đúng vị trí. Tay trái đưa chân vịt vào đúng vị trí. Tay phải hạ cần chân vịt xuống đúng cái thanh đó là nó sẽ dính vào. Ấn là rớt ra.
Thì những cái chân dịch thì chúng ta lưu ý cách sử dụng, vì cái chân cơ bản thì chúng ta không phải lo lắng gì hết. Nhưng mà những cái chân phụ kiện như thế này, nếu xài sai nó có thể gãy kim. Như đây là chân dịch tra dây kéo. Để tra khóa kéo thì bắt buộc chúng ta phải xài đường may số 2 nha. Cái này rất là quan trọng. Đường may số 2 chân dịch tra dây kéo. Chân dịch giả bắt sổ. Mình sẽ vặn, nó có chữ G này, mình sẽ vặn. Đó, mẫu số 5 là nó có chữ G này. Mẫu số 6 là có chữ G này. Chúng ta chỉ xài được hai mẫu đó thôi. Dùng để giả bắt sổ. May cái đường dít dắt đó ngoài biên vải. Để giả bắt sổ. Rồi, chân dịch lai ẩn thì nó có chữ R là số 7 và số 8 là có chữ R. Dùng để phối hợp với chân dịch này may cái lai ẩn. Thì cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm về một cái video riêng về chân dịch lai ẩn. Cuối cùng là chân dịch thù khuy tự động, dùng để sử dụng khuy 14, 15, 16 hoặc là đánh bọ 13. Mình sẽ làm luôn 14. Rồi chúng ta sẽ bỏ một cái hộp nút mà chúng ta cần làm cái khuy á vào đây, nó sẽ đo được cái đường kính hộp nút để làm ra cái khuy bằng cái hộp nút này. Rồi chúng ta tương tự cũng gắn vào, hạ xuống là dính vào. Chân dịch này nó sẽ tự động búng hết ra phía sau. Rồi kéo cái cần khuy này xuống, kéo hết cỡ xuống, hết cỡ luôn nha, nó sẽ nằm sau cái chân dịch như thế này. Rồi bỏ vải vào, nó sẽ tự ra một cái khuy rồi đã dừng.